Thằng Lê xin chào các bạn. Trong video chia sẻ AutoCAD này, thằng Lê sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kiến thức rất là quan trọng trong quá trình các bạn vẽ CAD. Đó là việc làm sao để mình khống chế được layer tại không gian giấy layout. Trước hết mình cho các bạn xem qua cái CAD mẫu người ta đã làm như thế nào nha. Đây là một cái mặt bằng kiến trúc. Trên cái mặt bằng này là tổng hợp của tất cả các từ tường, cột, cửa, nội thất, rồi thiết bị vệ sinh, rồi kia ghi chú kích thước, coi như mọi thứ tất tần tật ghi hết trên cùng một mặt bằng như thế này. Bây giờ giả sử mình muốn qua layout đó, mình dàn trang, mình in là một in ra A3 chẳng hạn, thì cái mặt bằng đầu tiên, cái bản giấy, cái bản vẽ đầu tiên đó, mình chỉ cần in là kích thước bờ tường, cột thế thôi, không có cái layer nội thất và phần vệ sinh này. Rồi qua layout mình xem này, bản vẽ mẫu người ta làm. Đây nè, đầu tiên là một cái bản vẽ A3 in hỗn hợp, in combine hết tất cả từ kích thước, bờ tường, cột, cửa, nẻo có bao nhiêu in hết. Rồi, và cái một bản vẽ thứ hai mình thiết lập, lưu ý mình đang ở không gian layout, chỉ có tường, cột, cửa và kích thước thôi. Đó, thì làm sao mình làm được như thế này đây. Rồi, một bản vẽ nữa là chỉ in có bờ tường, cột, cửa và nội thất thôi, còn lại tắt hết kích thước đi, đỡ rối. Một bản vẽ nữa chỉ in có bờ tường, cột, cửa thôi. Đó, thì làm sao để các bạn khống chế laser. Rồi, thằng Lê sẽ chỉ cho các bạn đây. Tất nhiên là các bạn không có xài cái bóng đèn tắt lớp này được. Bạn tắt cái là tất cả trong cái không gian layout này, tất cả những khung nhìn nó tắt hết. Cho nên mình không có sử dụng cái biểu tượng cái bóng đèn. Rồi, bây giờ mình chỉ cho các bạn làm. Đây là cái file, cũng là file cái này luôn. Nhưng mà mình file này mình đã làm rồi. Mình chỉ cho các bạn thấy là sản phẩm hoàn chỉnh. Một lát nữa mình cũng sẽ làm ra bốn bản vẽ giống như thế này nha. Đây, file thực hành của chúng ta đây. Mình sẽ gửi cái file này kèm với đường link bên dưới đó, các bạn tải về các bạn thực hành nha. Bên trong một mô tả, trong cái dưới bên dưới cái video này có một mô tả, bạn click vào cũng có đường link, các bạn tải cái file này về các bạn thực hành theo khi xem video để các bạn hiểu rõ cái bản chất của vấn đề nó nằm ở đâu nha. Rồi, thứ nhất mình đây là cái file này cũng đã vẽ ở không gian model rồi. Chính là cái file mẫu mình đã làm rồi đó. Còn qua layout này, bắt đầu mình mới dàn trang cho nó. Đây cụ thể mình đã có cái khung giấy A3 rồi. Mình cần 4 bản thì mình copy ra nè, copy ra 4 bản. Các bạn có copy ra đủ số bản các bạn cần. Rồi, mình cần 4 bản. Làm sao mình copy ra 4 bản nhanh như vậy? Là mình copy lại cho các bạn xem nè. CO Enter, chọn cái tường, Enter, điểm đặt chọn tại đây. Sau đó bằng khai thác biết array, giả sử có 4 bản mình nhập 4, Enter. Rồi bằng ratio, bằng canh, bằng mắt nè, thấy chưa, nó canh luôn cho các bạn, xong rồi đó. Bạn chú ý cái biến copy, cái lệnh copy ở trong từ phiên bản CAD 2012 trở lên có tính năng này. Tức là người ta đã lồng cái tính năng array ở bên trong cái lệnh á, cho nên nó giúp cho mình làm rất là tiện. Tiếp theo bây giờ các bạn định tỷ lệ cho, tức là cho những cái hình này vào trong khung giấy. Thì trước hết các bạn lấy cái thanh công cụ viewport ra trước. Này, thanh công cụ này nè. Thanh công cụ này có tên là viewport nha, giả sử mình đóng mình lấy ra nó lại nè. Bằng vào tool, toolbar, AutoCAD, tìm đến viewport. Này, viewport nè. Này, nó nằm đây. Rồi. Cái lệnh MV là biểu tượng đây nè. Rồi, nhập lệnh nè. Nguyên tắc là MV. Bạn vẽ ra khung nhìn nha. Chú ý khung nhìn là bạn phải tạo. Bạn cho nó vào trong cái layer Deploy. Deploy nha. MV để cho nó không hình ra. Deploy là layer. Tất cả những đối tượng nào mà nằm trong đó thì nó sẽ không hình ra. Két nó sẽ không hình khi các bạn xuất. Rồi, mình mở góc chéo này nè. Đó. Đầu tiên các bạn cứ MV bằng mở hết ra đi. Này, bạn cứ mở hết ra đi, nhìn cho nào, MV á, nó giống như bảng chữ nhật vậy đó các bạn, nó chữ trái. Rồi, đây mình có 4 bản, thì mặc định là nó hiển thị hết tất cả những cái layer ra. Đây, 4 bản bạn thấy là hiện tại đang giống nhau. Cái bản đầu tiên là mình hiển thị hỗn hợp, đúng rồi. Cái bản thứ hai, các bạn cần định tỷ lệ này, mặc định là zoom ô cho các bạn á. Còn bình thường bạn cần định tỷ lệ, bạn lít chuột vào trong, bạn zoom, bạn chọn hình, được chưa nào. Đây, bạn muốn chính xác tỷ lệ thì bạn phải làm như cái thao tác này nữa nè. Ra ngoài, chọn khung nhìn, dò tỷ lệ vào đây. Thí dụ như mình dò 1 xẹt 5. 1 xẹt 5 không được, 1 xẹt 10. 1 xẹt 2. Rồi 1 xẹt 3. Ok. 1 xẹt 2. Đó, nó khoảng 1/2 thì chưa các bạn. Này con vẽ hình. Đang vẽ hình nha. Đó, thì các bạn có thể dò tỷ lệ theo kiểu đó, nếu mình dò vào đây.
chọn cái khung nhìn dò tỷ lệ vào ôm này nha. Rồi. Vấn đề tỷ lệ mình đã chỉ rất là nhiều trong kênh rồi, và liên quan đến vấn đề layout, model, nền tỷ lệ mình chỉ rất nhiều luôn. Các bạn cứ vào trong kênh mà xem những cái video, hoặc là gõ từ khóa vào trong kênh á, từ khóa có nội dung là định tỷ lệ tại không gian layout và model, và bạn xem đó. Ở đây mình không có đi sâu vào vấn đề tỷ lệ nữa. Đây chủ yếu mình chỉ cho các bạn biết cách khống chế layer, khống chế lớp. Bảng thứ hai, bảng này mình chỉ cần hiển thị bờ tường, cột, cửa và kích thước thôi. Nghĩa là mình phải tắt đi cái phần chi tiết vệ sinh, cái phần thiết bị vệ sinh này, rồi cũng như là thiết bị nội thất. Rồi bạn muốn khống chế layer đó thì bắt buộc còn phải vào bên trong. Nó chính là cái biểu tượng này nè các bạn. Nó chính là biểu tượng này. Biểu tượng kế cầu khóa, kế cầu khóa. Rồi bây giờ mình vào trong khung nhìn. Bạn phải vào trong khung nhìn mới được. Giải quyết khung nhìn nào, bạn khống chế khung nhìn nào, khung MV bạn vẽ ra đó, phải lấy chuột cái vào trong khung nhìn đó mới ok. Rồi sau đó các bạn tìm đến cái chỗ này, tìm đến đúng cái layer mà các bạn muốn ẩn, bạn click vào cái dấu sao này, cái dấu sao này, free author in current viewport, tức là nó chỉ đóng băng hoặc là tan băng trong cái current viewport, tức là trong cái khung nhìn hiện tại thôi, khung nhìn mà bạn đang vào đó, nó không có tắt ở những khung nhìn khác. Nếu các bạn ở ngoài mà bạn tắt đó là tắt hết. Rồi cụ thể mình đang ở trong, giờ mình tắt nội thất nè, nội thất thì ở đây là furniture. Đây, tắt tiếp cái thiết bị vệ sinh phòng tắm nè. Đây, biểu tượng này nè, biểu tượng kế ổ khóa đó các bạn. Không phải bóng đèn nha, bóng đèn là nó tắt sạch tất cả những laser luôn, tất cả những cái khung nhìn luôn. Lưu ý không xài bóng đèn. Bạn click vào cái bóng đèn là nó sẽ ẩn hết tất cả những layer này ở tất cả những cái khung nhìn luôn, chứ không phải chỉ ẩn riêng khung nhìn này đâu. Đó là cái bóng đèn đó. Rồi bạn chuyển qua một cái layer khác đang hiện hữu, layer không chẳng hạn, đó bạn thấy chưa? Nó chỉ ẩn ở đây thôi chứ bên đây vẫn còn, ở đây vẫn còn, không có bị ảnh hưởng nè, này. Khung nhìn khác vẫn còn. Bạn trở ra thì BS Enter hoặc là đưa đỏ ra ngoài nhé, đo chuột trái. Tiếp, bây giờ mình khống chế layer ở đây, cái bản vẽ này mình chỉ mong muốn là thể hiện ra tường, cột, cửa, thiết bị nội thất, thiết bị phòng tắm, thế thôi, không có hiển thị kích thước. Thì bạn nhấp đôi vào trong nè, lưu ý phải nhấp đôi vào trong khung nhìn, click vào ô layer, bạn tìm đến cái layer dimension, bạn tắt cái bóng đèn, tắt cái dấu sao này để mình ảnh nó đi trong cái viewport này thôi, rồi click qua cái layer khác. Bạn thấy này, kích thước nó chỉ ẩn trong đây thôi chứ nó không ẩn ở những bảng khác. Rồi mình đã ra cùng BS Enter. Tức là đây là cái bản vẽ này, mình chỉ muốn thể hiện thiết bị nội thất, thiết bị phòng tắm với tường thôi. Còn bản cuối cùng này là mình chỉ muốn thể hiện là tường, cột, cửa thôi, ẩn hết đi. Những cái còn lại ẩn hết đi, phải vô trong nhấp đôi chuột trái vào trong khuôn nhìn. Rồi bạn tìm đến đây. Cụ thể là kích thước ẩn nè, furniture ẩn nè, mình chỉ trừ lại cái gì bát của bạn luôn, còn lại là mình hiện ra. Rồi bạn lấy chuột qua cái layer khác, ok đó, lấy ra ngoài nhấp đôi chuột cái hoặc là bé enter. Bạn thấy chưa, vừa rồi mình đã làm cho các bạn thấy là ở đây hiển thị tất cả một cái bản vẽ in combine, in hiển thị hết tất cả full. Một bản này chỉ có kích thước tường, cột, cửa. Bản này thì chỉ có tường, cột, cửa, nội thất. Bản này chỉ có tường, cột, cửa thôi. Đó, đôi khi các bạn cần phải in bản vẽ ra nhìn thấy cho rõ như vậy đó. Thì các bạn phải khống chế layer. Nếu mà các bạn không xài, không biết là giờ bạn xài cái có bóng đèn á, giả sử mình bây giờ các bạn click vào cái kích thước đi, click vào đây cái này thì bạn thấy nó tắt hết luôn. Nếu mà có bản vẽ nào có kích thước, tất cả những khung nhìn nó tắt hết luôn. Đó, cho nên mình không xài cái bóng đèn được nha. Biểu tượng bóng đèn được. Cái này chính là turn a layer on or off. Mình không có xài cái biểu tượng này. Mà mình xài phải vào trong khung nhìn, xài cái dấu sao kế ổ khóa đó để khống chế layer. Rồi, các bạn chú ý chỗ đó. Đó, vừa rồi là thằng Lê vừa chỉ cho các bạn làm mình biết cách để làm sao mình khống chế được cái layer ở trong cái bản vẽ AutoCAD á. Thì các bạn chú ý, mình nhắc lại biểu tượng này nè, khi các bạn khống chế layer bạn phải vào trong khung nhìn. Rồi click vào đây, tìm đến cái dấu sao kế ổ khóa, bạn muốn cái layer nào trong cái khung nhìn này nè nó không có hiện ra thì bạn click vào cái dấu sao của cái layer đó. Giả sử bây giờ trong cái layer này, trong đây mình không muốn hiện ra cái thiết bị tắm đi nè, click vào đây dấu sao nè, chuyển qua layer khác nè, thì bạn thấy nó ẩn đi, chỉ ẩn trong đây thôi chứ nó không ẩn ở chỗ khác. Nếu bạn xài cái bóng đèn là nó ẩn hết á,
Rồi sau đó mình đưa ra ngoài nhấp vào một cái, bạn thấy trên di ảnh đây thôi, ở đây vẫn còn nè. À, đó. Tức là trong cùng một không gian layout. Tôi chú ý cái phần khống chế lốt này nó chỉ có ở layout thôi, model không có. Chẳng hạn bằng qua đây model cái biểu tượng này nó mờ đi, bạn thấy biểu tượng này nó mờ đi không, nó không cho phép bạn sử dụng bên không gian model. Khi qua layout thì bắt đầu bạn thấy nó sáng lên này, và bạn nhớ phải vào trong khung nhìn mới khống chế được nha, mà ở bên ngoài là nó tắt sạch hết. Rồi vừa rồi thằng Lê vừa chỉ cho các bạn một cái kiến thức rất là hữu ích thường dùng trên bản vẽ khi dàn trang đó, đó là cái việc khống chế layer, nghĩa là một cái layer nào đó mình chỉ muốn cho nó xuất hiện ở trong khung nhìn này mà không xuất hiện trong khung nhìn khác và ngược lại. Cái việc này rất là các bạn gặp gần như là xuyên suốt trong quá trình các bạn dàn trang định tỷ lệ bản vẽ tại không gian layout đó. Rồi video này thằng Lê xin kết thúc tại đây. Anh chị và các bạn nào có nhu cầu học AutoCAD trực tiếp với thằng Lê, nếu các bạn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các bạn ở xa thì mình có thể học qua online. Online tức là mình sẽ điều khiển màn hình của các bạn qua chương trình Ultraview, TeamView và gọi Zalo, Facebook, các bạn dễ dàng học được. Anh chị có nhu cầu học, các bạn vui lòng liên hệ thằng Lê qua số điện thoại này nè, hoặc là Zalo cùng số. Các bạn chú ý khi xem video có những gì chưa kịp các bạn cứ comment hỏi bên dưới, thằng Lê sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi cho các bạn. Các bạn hạn chế hỏi trong Zalo, Facebook, thì mình mong muốn là trả lời luôn cho các bạn ở bên dưới một mô tả, xin lỗi bên dưới cái một comment, một bình luận của video để cho những bạn khác nhìn vào và học hỏi luôn, cùng chia sẻ cho các bạn luôn. Chứ các bạn chỉ liên hệ riêng với mình qua Zalo thì lúc đó chỉ có mình với bạn biết thôi. Thì cái kiến thức đó nó đôi khi có nhiều bạn hỏi cùng câu hỏi thì mình cũng sẵn mình chia sẻ luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài chia sẻ tiếp theo.